Hàng chương thứ 64 Vén màn giường ngủ lúc yến đại phu chạy tới thì mai trường tô đã uống viên thuốc đặc chế của hàn y tuần trần mặc y phục chỉnh tề đứng giữa phòng chở phi lưu thay than cho chiếc lò ủ ấm sách tay thấy lão đại phu thổi dầu chừng mắt vị tông chủ đại nhân này áy náy cười nói yến đại phu ta phải đi ra ngoài một chuyến ông yên tâm ta mặc rất ấm phi lưu và lê cương đều đi theo ta gió tuyết bên ngoài cũng đã dừng rồi chắc không có gì đáng ngại có đáng ngại hay không cũng là dò tà nói mới được. Yến Đại Phu đứng chặn giữa cửa, rất có phong độ của một người giữ cửa ải vạn người không qua được. Người nghĩ thế nào ta đều ít cả. Đừng có tưởng rằng hộ tầm hoàn của tên tiểu tử họ tuân kia là linh đàn tiền dược, thứ đó cứu được nhất thời, chứ không chữa được bệnh. Mặc dù ngươi chỉ bị chứng phong hàn, nhưng mà cơ thể của ngươi lại yếu hơn những người bình thường rất nhiều, không dưỡng bệnh cho tốt, lại chạy đông chạy tây làm gì, nếu đi ra thẳng đứng đi về nằm ngang thì phải mang tiếng ta hải sao? Yến Đại Phu, hôm nay ông cho ta ra ngoài, ta bảo đảm sẽ về nguyên vẹn, sau này chuyện gì ta cũng nghe lời ông. Mai trường tôi vừa cười làm lành, vừa ra hiệu cho Phi Lưu. Phi Lưu mở cửa, này! Yến Đại Phu tức giận thở hổn hển, nhưng dù sao cũng không phải là cao thủ võ lâm, nên nhanh chóng bị Phi Lưu khiêng sang một bên như khiêng một bức tượng mai trường tô nhân cơ hội này từ trong phòng chạy ra nhanh chóng bước lên chiếc kiệu ấm lề cường đã chuẩn bị thập giọng dặn dò buộc phu một câu rồi vội vã khởi kiệu bỏ lại sau lưng tiếng gầm của lão đại phu có lẽ nhờ tác dụng của hộ tâm hoàn có lẽ vì trong kiệu ấm cũng khá dễ chịu mai trường tô cảm thấy thể trạng của mình lúc này khá tốt đầu óc rất tỉnh táo Tay Trần không còn vô lực như hôm qua, chàng đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với tình hình sắp tới. Tốc độ của cỗ kiệu rất nhanh, nhưng dù sao cũng là đi bộ nên phải mất một thời gian mới được tới được điểm đến. Mai Trường Tô nhắm mắt lại, vừa dưỡng thần vừa sắp xếp suy nghĩ một lần nữa nếu chỉ cần ngăn chặn thì chuyện này cũng không khó nhưng làm thế nào để chặn đứng được dòng chảy ngầm bên dưới mà lại không cần phá vỡ lớp băng yên ả à ở bên trên mới là vấn đề hao phí tinh lực nhất khoảng hai khắc sau cổ kiệu dừng lại trước cửa một phủ đệ rộng rãi và thanh tịnh lê cương gõ cửa đưa danh thiếp vào không lâu sau chủ nhân của phủ đệ đã vội vã ra đón Tô huynh sao đột nhiên lại đến? Mau, mau vời mà, mời vào." Mai Trường Tô được Phi Lưu dìu từ trên kiệu xuống, quan sát người trẻ tuổi trước mặt. Người khỏe thật, ăn mặc phong phanh thế kia, bọn ta đang luyện mã cầu, nóng lắm, không thể mặc áo ấm được, cả người ướt đẫm mồ hôi. "Tô huynh không được che cười." Ngon dự Tân cười, Mai Trường Tô đi vào trong cổng trong mấy người trẻ tuổi đang thúc ngựa luyện tập đánh bóng trên một khoảng đất rộng rãi. Tô Huynh, sao đột nhiên lại đến đây? tiểu Cảnh Duệ rất kinh ngạc chạy tới, hỏi giống hệt câu vừa rồi của ngôn dự tân. À, nhản hạ không có việc gì, mà muốn ra ngoài đi lại cho đỡ buồn. Mai trưởng Tô mỉm cười nhìn đôi hảo bằng hữu suốt ngày ở cạnh nhau đến kinh thành lâu như vậy mà ta vẫn chưa tới tham phủ dự tân quả thật là thất lễ. Dự tân lệnh tôn có nhà không? Còn chưa về. Dự tân nhún vai giọng thoải mái. Bây giờ tâm trí của cha ta đã bị những đạo sĩ đó cuốn lấy rồi, đi sớm về muộn. Nhưng mà ta nghĩ chắc là cũng sắp về rồi. Các người cứ chơi đi, không cần để ý đến ta. Ta ngồi xem một lát cũng coi như mở rộng tầm mắt tô huynh nói đùa gì thế hay là cùng chơi ngôn dự tân hăng hái đề nghị người mới là nói đùa như ta bây giờ đi vào sân bóng thì là đánh bóng hay là bóng đánh ta mai trưởng tô cười lắc đầu <cười> vậy để phi lưu chơi nhất định phi lưu sẽ thích nghĩ đến điều này ánh mắt ngôn dự tân lập tức sáng lên nào tiểu phi lưu à, thích ngựa màu gì cứ nói với ngôn ca ca màu đỏ Ngôn Dự Tân vô cùng hưng phấn, chạy đi chọn ngựa giúp Phi Lưu, lại tìm bàn đạp Yên Cương rất tất bật. Tiêu Quảnh Duệ ở lại bên cạnh Mai Trường Tô ân cần hỏi, cơ thể của Tô Huynh đã tốt hơn chưa? Bên kia có ghế ngồi, Huynh qua đó ngồi thì tốt hơn. Mai Trường Tô gật đầu cười hỏi, tạ bật đâu, không cùng chơi à? à, nhị đệ không thích trò này hơn nữa tất cả công việc chuẩn bị đón tết ở trong phủ đều do hắn tà lò liệu mấy ngày nay chính là thời gian bận rộn nhất thấy tiêu cảnh duệ vừa nói vừa mặc áo khoác ra mai trường tô vội nói ngươi không cần ngồi cùng ta cứ tiếp tục tập luyện với bọn họ đi tập luyện cũng tạm ổn rồi gương mặt Tiêu cảnh dệ mang nụ cười hiền lành Ta nghĩ ngồi xem phi lưu chơi bóng nhất định cũng rất thú vị Người không được xem thường phi lưu của chúng ta. Mai trường tô ngồi xuống đưa tay vẫy thiếu niên hộ vệ đã đi vào sân bóng. Cậu ta cưỡi ngựa rất tốt. Một khi ghi nhớ quy tắc chơi rồi thì các người chưa chắc đã trở thành đối thủ của cậu ấy đâu. Trong lúc hai người nói chuyện, phi lưu đã treo lên lưng một con tuấn mã màu đỏ thẫm. Ngôn dự tân ở bên cạnh cầm tay dạy cậu ta cách vung gậy đánh bóng. Thiếu niên thử vài cái nhưng vẫn không đúng đánh đúng động tác. Nếu không đánh bay một mảng cỏ thì lại không đánh trúng bóng. Những người khác đều dừng tập luyện tò mò đến vây quanh, khiến phi lưu rất bực mình. Vùng gậy đánh quả bóng bay rất cao, bay quay cả tường bay bên ngoài. Ngay sau đó ngoài tường liền có người la to: Ai cầm bóng đó? hình như đánh trúng người ta rồi ta đi xem xem tiêu cảnh dậy đứng dậy cùng ngôn dự tân chạy ra ngoài cổng không biết xử lý thế nào mà một hồi lâu sau mới quay về phiêu lưu đã không thèm để ý vẫn tiếp tục đuổi theo đánh bóng chẳng bao lâu đã làm cây gậy chơi bóng gãy thành hai đoạn. Lúc này đám con cháu quý tộc khác đến chơi bóng, thấy sắc trời không còn sớm nên đã tới tấp cáo từ Cả sân bóng chỉ còn lại một mình phi lưu cưỡi ngựa chạy tới chạy lui. Ngôn dự tân định đổi cho hắn ta một cây gậy khác, nhưng cậu ta lại không cần, chỉ điều khiển ngựa đi đá quả bóng cho vui. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người chơi mã cầu như vậy. Ngôn dự tân cười hà hà đi tới, vừa đấm tiêu cảnh duệ bên cạnh một cái. Nhưng phải nói rằng cái thuật cưỡi ngựa của tiểu phi lưu này không hề kém ngươi. Hôm khác ta sẽ huấn luyện cho cậu ta tốt để ngươi khỏi đắc ý rằng mình là người chơi giỏi nhất. Ta có bao giờ đắc ý đâu. Tiểu cảnh duệ giờ khóc giờ cười. cười. Đều là do người đơn phương đô kỵ. Mai trưởng tô nói xen vào, đánh trúng người nào bên vậy có nghiêm trọng không? À, không đánh trúng người, đó là sứ đoàn dạ tần phái đến tiến cống hàng năm, quả bóng rơi trúng vào dương gỗ đựng đồ cống. Ta vừa qua xem, lần này người dạ tần đến rất đông, nhưng mà gã chính sứ lại là gã tay rơi mặt chuột, chẳng có chút khí sứ, khí độ sứ giả nào. Tuy nói dạ tần là một thuộc quốc của đại lương chúng ta Nhưng mà tốt xấu thì cũng là chủ một phương Tại sao lại không chọn được một người ra hồn làm sứ giả chứ Những lời này của chàng ta gợi nên một ký ức xa xưa của Mai Trường Tô Ánh mắt của chàng hơi mơ màng Vậy ngôn đại thiếu gia cảm thấy người như thế nào mới xứng đáng đảm nhiệm sứ thần một nước? người có khí độ sứ thần nhất trong cảm nhận của ta là người như lận tương như ngôn dự tân dõng dạc nói đi xứ một nước xài lang mà không sợ hãi biện luận có thể áp chúng thần gàn lớn có thể chấn bạo chúa vừa có thể giữ mình trở về vừa không làm nhục mệnh vua giao cái gọi là tuệ tâm thiết đảm chính là như thế ngươi cũng không cần ca ngợi cổ nhân khóe miệng của Mai Trường Tô lộ ra một nụ cười nhẹ có như không. Đại Lương của chúng ta cũng đã từng xuất hiện một sứ thần như vậy. Hai người trẻ tuổi đều lộ lộ vẻ mặt tò mò, thật không lạ ai thế nào? Năm đó, ba nước Đại Du, Bắc Yên, Bắc Chu liền mình ý đồ cùng tấn công Đại Lương cắt đất chia nhau. Lúc đó binh lực trình lực rất lớn, địch nằm tà một doanh trại địch trải dài ép thẳng biên giới đại lương. Vị sứ thần này tròn 20 tuổi, tay cầm vương trượng, chỉ mang 100 tùy tùng, mũ trắng áo lụa, đi xuyên trại địch, đào búa đe dọa cũng không lùi. Hoàng đế đại du cảm phục dũng khí của ông ta, sai người dẫn vào vương đình. Ông ta tranh luận với các quần thuần đại du giữa triều đình, lưỡi sắc như dao. Loại liên minh lợi ích này vốn đã lỏng lẻo, không ổn định sau một loạt hành động thuyết khách của ông ta liên minh này dần dần tan rã hoàng đế đại lương lệnh tướng sĩ thờ cơ phản công nhờ đó giải quyết được cục diện nguy khốn một sứ thần như thế chắc cũng không kém gì lận tương như Wow, đại lương của chúng ta còn có một người tài giỏi như vậy à? Tại sao ta lại không biết gì cả? Ngôn dự tân lộ vẻ thán phục, đây là chuyện xưa hơn 30 năm trước, dần dần này không còn có người nhắc tới nữa. Các người mới ngoài 20, không biết cũng không có gì lạ lạ. Vậy tại sao Huynh biết? À, dù sao thì ta cũng lớn hơn các ngươi mấy tuổi, ta nghe các trưởng bối kể lại. Vậy sứ thần đó bây giờ còn sống không? Nếu vẫn còn sống thì thật sự phải đến xem phong thái của ông ta mới được. Mai Trường Tô chăm chú nhìn vào mắt ngôn dự tân, sắc mặt rất nghiêm nghị, nói từng chữ rõ ràng. Đương nhiên là ông ấy còn sống dự tân, đó chính là phụ thân của ngươi. Nụ cười trên mặt ngôn dự tân lập tức đông cứng, khóe miệng run run. Huynh, huynh, huynh nói cái gì? Ngôn hầu, ngôn hầu. Mai Trường Tô cảm thán nói, ngươi cho rằng tước hầu này của ông ấy có được là nhờ ông ấy là con trai của ngôn thái sư lại là ca ca của hoàng hậu sao nhưng nhưng là ngôn dự tân kinh ngạc gần như không thể ngồi yên phải bám chắc tay ghế mới ổn định được cơ thể cha ta bây giờ cha ta bây giờ bây giờ ông ấy rõ ràng mai trưởng tô thở dài nhắm mắt lắc đầu chậm rãi ngâm nhớ khi tuổi trẻ áo đen mái tóc còn xanh giáo mắt tung hoành ngồi xem kiêu binh làm tiến sóng nước sục sôi ngạc kỉnh phải chạy. lại nhìn nước chảy về đông một chuyến công du việc lớn đã thành ngâm đến đây tiếng chàng thấp dần nhỏ dần trong mắt chỉ còn đầy sầu não hào khí tuổi trẻ máu nóng anh hùng ghìm ngựa phong hầu ai cũng không từng có lúc mỉm cười nhìn bão táp vang tiếng một thời. Có điều thế sự vô thường, tháng năm như nước, dường như thời gian mới có một lớp chớp mắt mà tuổi trẻ thoáng cái đã lùi xa. Tuy nhiên, bất kể Mai Trường Tô cảm khái sâu như thế nào, cũng không thể sánh được với sự khiếp sợ của ngôn dự tân lúc này. Bởi vì bao năm, người thường xuyên tiếp xúc với lão nhân trầm lặng, suốt ngày chỉ đắm chìm trong khói hương đan dượt kia chính là cậu gương mặt hờ hững, mái tóc hoa dâm, đôi mắt vĩnh viễn thở ơ, không quan tâm đến vạn vật ở trên đời đó. Từ trước đến nay, ngôn dự tân chưa bao giờ tưởng tượng được phụ thân của mình cũng từng có những năm tháng hào hùng như thế. Tiêu cảnh dậy đưa tay vỗ nhẹ sau lưng ngôn dự tân, mở miệng muốn nói vài câu để thay đổi bầu không khí, nhưng lại không biết nói thế nào. Mai trưởng tô không nhìn hai người trẻ tuổi này nữa, Chàng đứng lên, đưa mắt nhìn ra cổng phủ, khẽ nói một câu. Cha ngươi về rồi. Quả nhiên, một chiếc kiệu nóc đỏ tua xanh bốn người khiêng đang tiến vào cổng trong. Sau khi dừng lại, kiệu phu vén rèm. Một lão nhân mặc áo bào màu vàng nâu, thần hình cao lớn, hơi khom người, vịn tay tên hầu bước xuống. Mặc dù mái tóc đã nhiều sợi bạc, mặc dù đã có nếp nhăn, nhưng cũng không phải quá già nua, coi như hợp với độ tuổi hơn 50 của ông ta. Mai trưởng tô thoáng nhìn ông ta rồi bước nhanh tới, còn ngôn dự tân lại đứng ngẩn ngơ người ở chỗ cũ không nhúc nhích dù chỉ là một bước. Ngôn hầu ra hồi phủ muộn thế, đúng là vất vả. Mai trưởng tô đi tới gần chào hỏi, ngôn khuyết trước hết là quốc cữu sau đó mới là phong hầu mặc dù tước hầu tôn quý hơn nhưng bởi vì xưng hô đã quen nên mọi người vẫn gọi ông ta là quốc cữu gia chỉ có lúc nói chuyện trước mặt mới xưng hô ông ta là ngôn hầu bản thân ông ta thì hiển nhiên thích cách xưng hô này hơn xin hỏi tiên sinh là tại hạ tô chiết à gần đây cái tên này rất nổi tiếng ở kinh thành cho dù ngôn khuyết hoàn toàn không hỏi thế sự Thì có lẽ cũng đã nghe đến Cho nên trên mặt ông ta lộ ra nụ cười khách sáo à, Ngưỡng mộ đã lâu Thường nghe tiểu nhi khen ngợi tiểu tiên sinh là nhân trung long phượng Quả nhiên phòng thái bất phạt Mai trưởng tô khẽ cười không khách sáo với ông ta mà nói thẳng Xin ngôn hầu dành ra một chút thời gian, tại hạ có việc vô cùng quan trọng cần nói riêng với hầu ra. Nói chuyện với lão phu ngôn hầu bật cười, <cười> Tiên sinh là danh nhân tiếng tăm vang dội và kinh thành Lão phu lại là kẻ tuổi già xế chiều Lánh xa hồng trần Sao lại có việc quan trọng gì cần nói với lão phu chứ Xin ngôn hầu ra đừng lãng phí thời gian nữa Vẻ mặt mai trường tô Lạnh lùng Giọng nói như xương Nếu không có phòng kín Thì chúng ta nói chuyện ở đây cũng được Có điều bên ngoài quá lạnh có thể mượn hầu ra ít thuộc nổ để sửa ấm không? Hết trường sáu tư.